một người nữ không phải đơn giản. Dạ. Một người nữ nghĩa là làm lên lịch sử. Dạ. Có nghĩa là một người nữ này đó với tấm lòng từ thiện rất lớn, mà không phải nói về vài tỷ thì chuyện nhỏ, nó lên tới vài trăm tỷ. Dạ. Nó quá lớn. Dạ. Thứ hai nữa, cái tầm nhìn của cô rất là ok. Do vì chỗ đó mà chú nay chú đi để coi chú tưởng tượng là chắc không đông lắm, nhưng mà ngày chủ nhật là chắc đông. Dạ. Thường không ai ít ai. Dạ. Nhưng mà chú thấy là cái hai người phụ nữ mà trên 2024 này đó là một cái người nữ mà chương gì, Chương Mỹ, như Chương Mỹ Lan phải không? Dạ. Ừ, bà đó thì nó làm ảnh hưởng tới xã hội đất nước. Còn bà Phương Hằng này đó là bả là làm cho nổi đất nước mình nữa là được nhờ. Dạ. Hai người phụ nữ. Dạ. Cũng là phụ nữ nhưng mà Quang xin kính chào cả nhà nha. Tiếp tục trở lại với video của em tại Đại Nam. Hiện tại bây giờ thì em thấy gia đình có một cụ bà đang di chuyển vào Đại Nam. Dạ, anh đến từ đâu vậy anh? Anh đến từ đâu vậy anh? À. Mẹ em thì chen vô gì? À, chị đến từ đâu vậy chị? Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Lần thứ mấy mình đến Đại Nam rồi chị? Em thì đi nhiều lần rồi, còn mẹ là lần đầu tiên. À, mẹ là lần đầu tiên. Mẹ chị khó đi lắm nên là mẹ dữ lắm mới dắt cho đi. Dạ. Rồi vô đây thì nói chung tham quan đúng không? Rồi duyên nữa gặp cô Hằng. Mẹ này chắc hôm nay không gặp được cô Hằng rồi. Đúng rồi, cũng hên xui. Dạ. Giờ đây mua vé đây nè chị. Hiện tại thì gia đình này ở Kiên Giang đây nha. Kiên Giang. Con đã thấy nguyên gia đình lên đây. Thôi xin lỗi cả nhà. Chào chị ạ. À. Chị đến từ đâu vậy chị? Thành phố mới. À, ấy là chị là gốc Bình Dương luôn thôi. À, nay thì đến đây đi tham quan cho các bé tham quan. Dạ. Yeah. Mình chọn cái ngày thứ mình đi cho nó thông thả hơn ha. Nguyên gia đình luôn ha, ở thành phố mới. Chào cô nha. À, phía ngoài đó thì bà con mới vừa đi tham quan xong các bạn ơi. Đó. Đang di chuyển ra ha. Chung ra vô đây cũng tham quan và muốn gặp cô Phương Hằng hết. Phía trong đây thì nhà chờ xe ô tô của gia đình. Thì em thấy bà con đến đây cũng khá là đông nha. Họ đang di chuyển đến phòng vé. Và một số bà con cũng mới vừa tham quan xong rồi đang di chuyển ra đây. Đó. Ra đây đến đây để mà tham quan cũng như là gặp cô Phương Hằng. Đó. Em thấy phía bên chỗ mà canteen á, thì em thấy cũng có một số du khách cũng đang vào bên trong cái khu mà sắm đồ để mà tham quan ha, mua nón, mua nón rồi mua khẩu trang đồ, mua dù luôn. Đây thì có gia đình của anh chị không biết đến từ đâu. Bên đây nè anh ơi, bên đây. Dạ. Ủa, anh chị đến từ đâu vậy anh chị? Đến từ
Dạ. Gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À. Đây đây, trước mặt mọi người đây là một đoàn khách tham quan. À, hình như là mấy cô cũng muốn mới vừa mua vụ cả nhà. À, không biết đến từ đâu nha. Chút xíu nữa đây, khi qua đây mình sẽ hỏi thăm mấy cô đến từ đâu ha. Rồi qua ba đi, mẹ đi con. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, 1, 2, 3, 5, 9 người. À, 9 người đẹp nha. Hey. Chào các cô. Chào các cô nha. Cô vé đây cô. Mấy cô đến từ đâu vậy mấy cô? Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Một đoàn mình bao nhiêu người vậy mấy cô? Như đó bên đó luôn hả? 13 người. Tài xế luôn. Dạ, mua vé đây nè cô. Trời ơi, bên đây nữa nè các bạn ơi. Quá đông luôn rồi, bên kia nữa kìa. Trời ơi. Đó, trời đông luôn. Bên đây nữa. Đó, hiện tại thì mấy cô đến từ Đồng Nai và 13 người nha. Đó. Cô đến đây tham quan và muốn gặp cô Phương Hằng. Đó. Wow. Đó, trời đông luôn. Trời ơi, bên kia xem mười mấy chỗ nữa kìa các bạn. Ôi ôi. Đó. Đây mấy cô đang mua vé nha. Wow, quá trời đông luôn. Phía sau đó các bạn, phía sau đây nữa nè. Rồi thì chắc là em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp ha. Hôm nay có miễn phí vé không? Dạ không anh ơi. Dạ không. Vé cộng có miễn phí không? Đi xe lửa đi tham quan. Tại vì nó dừng ở ngay chỗ cái trạm của xe lửa chứ nó không thể nào nó vô trong. Không biết cái dịch gì đâu chứ, cái sao hôn đâu. Cái gì đâu, cái sao hôn đâu. Như vậy thì cứ tư vấn cho con đi, thì xe nào có đi tới đó. Xe 30 chị ơi. Xe 30. Wow. Đó đông luôn. Dạ. Cô Phương Hằng là nổi tiếng. Dạ. Cô có xem chú có xem có nhiều gì? Nhiều cái thành tích mà cả nước người ta ủng hộ. Dạ. Thứ nhất là cổ là một người nữ không phải đơn giản. Dạ. Một người nữ nghĩa là làm lên lịch sử. Dạ. Có nghĩa là một người nữ này đó với tấm lòng từ thiện rất lớn. Mà không phải như nói về vài tỷ thì chuyện nhỏ, nó lên tới vài trăm tỷ. Dạ. Nó quá lớn. Dạ. Thứ hai nữa, cái tầm nhìn của cô rất là ok. Do vì chỗ đó mà chú nay chú đi để coi chú tưởng tượng là chắc không đông lắm. Nhưng mà ngày chủ nhật là chắc đông. Dạ. Thường không ai ít ai. Dạ. Nhưng mà chú thấy là cái hai người phụ nữ mà trên 2024 này đó là một cái người nữ mà chưa gì
Trương Mỹ. Trương Mỹ Lan phải không? Dạ. Ừ, bà đó thì nó làm ảnh hưởng tới xã hội đất nước. Còn bà, Phương Hằng này đó là bà là làm cho nổi đất nước mình nữa là được nhờ. Dạ. Hai người phụ nữ. Dạ. Cũng là phụ nữ nhưng mà mỗi người mỗi cách. Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú đã chia sẻ. Con làm bên đại truyền hình đó vậy. Dạ. Con làm bên truyền thông bên trong đây. Con hay quay đây. Dạ. Ai gọi gì có gì mà nó quay lên hả? Dạ, chia sẻ thì ngại quay lên. Dạ, đâu có gì đâu. Bình thường thôi chú. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Trời ơi, quá đông luôn quý vị ơi. Trời ơi, cái lúc này Đại Nam ngay lúc này quý vị ơi. Trời ơi, quá đông luôn. Quá đông luôn, quá đông luôn. Rồi thấy bà con đến đây ai cũng yêu mến cô Hằng hết, cũng chia sẻ về những cái lời chia sẻ cô, phải nói rằng là rất là xúc động ha, khen cô Hằng rất là nhiều. Phải nói thì sáng giờ thì em gặp rất là nhiều người muốn gặp cô Phương Hằng. Đó. Rồi bây giờ xe di chuyển thôi. Rồi mấy cô chơi vui vẻ nha. Dạ. Và rồi thì chắc có lẽ em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp ha.